đạo vận động viên Lê Thị Diệu đơn vị công an nhân dân trang phục xanh. Sau trận đấu này, mời hai vận động viên cùng Lê Giang đơn vị Thái Nguyên và vận động viên Triệu Thị Yên đơn vị Hà Nội chuẩn bị. Mời hai vận động viên dự thảo xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua như sau. Vận động viên Ngô Thị Thanh Bình đơn vị Thái Nguyên trang phục đỏ thắng Quân Đội. Tiếp theo trận thi đấu số 2, hạng cân 46 kg, vận động viên Lê Đức Giang đơn vị Thái Nguyên trang phục đỏ gặp vận động viên Triệu Thị Yên đơn vị Hà Nội trang phục xanh. Sau trận đấu này, mời hai vận động viên Nguyễn Thị Xuân đơn vị Hà Nội và vận động viên Nguyễn Thị Mai đơn vị Thái Bình chuẩn bị.
mời các vận động viên được dự thảo. Xin công bố kết quả trận thi đấu vừa qua như sau: vận động viên Triệu Thị Yên đơn vị Hà Nội trang phục xanh 500. Tiếp theo trận thi đấu số 3, hạng cân 50 kg, vận động viên Nguyễn Thị Xuân đơn vị Hà Nội trang phục đỏ